Ok, uh, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Jutete và thì hôm nay tôi chia sẻ cái video này nhằm ý mục đích cho tất cả các bạn có hỏi về cái vấn đề làm kênh kiến thức có nhiều tiền hay không, làm kênh kiến thức làm như thế nào, học ở đâu, rồi lưu cái, 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 tâm vấn đề gì. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái vấn đề đó và chắc chắn rằng là nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube Jutete thì hãy nhấn đăng ký và rung cái chuông để ngày, ngày nào cũng nhận được những cái video hữu ích nhất dành cho các bạn. Và thì hôm nay một cái tựa đề video các bạn đọc đã thấy rất là rõ rồi Giật mình về làm kênh kiến thức Đây là thông qua một cái câu hỏi có tính tựa đề của rất là nhiều người hỏi Của rất là nhiều bạn trẻ và cũng của rất là nhiều những anh chị đã lớn tuổi rồi Và muốn chia sẻ cái kiến thức cho cuộc đời nó vui vẻ Và cho cuộc đời nó thoải mái Muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm để cho con cháu sau này có thể nghe những vấn đề đấy Thế thì hôm nay với một cái tựa đề mà tổng hợp tất cả các câu hỏi như thế như là kiếm tiền từ kiến thức có được không? Bao nhiêu tiền làm sao để có thể làm được? Cần lưu ý vấn đề gì thì video này tôi chia sẻ cho tất cả các bạn. Và rồi cái khái niệm đó là sự thật phải giật mình khi các bạn nhìn ngay ở cái ảnh thu nhỏ, cái ảnh thumbnail, cái ảnh đại diện của video này. Đó là một cái sự thật chúng ta phải biết rằng là đời chia sẻ kiến thức thì đưa đò đò đưa những đứa bà khổ nó nằm ở đó mà ra Vì cuộc đời đó là không phải lúc nào chúng ta đi học, chúng ta đi làm Chúng ta đi thực hiện, chúng ta cũng nhận được những cái thứ mà nó hoàn mỹ, những cái thứ nó tuyệt hảo Mà trong đó nó có rủi ro, trong đó nó có những cái thứ mà chúng ta không đường trước được Rồi rằng là cái cuộc đời này đò đưa, đò chìm, rồi rằng là đò đắm, rồi đò cháy, rồi đò chạy Rất là nhiều vấn đề và khi để nói đến kiến thức thì chắc chắn rằng là nó khô khan và nó khó hiểu ở nhiều khía cạnh khác. Nhưng hôm nay thì với câu hỏi các bạn thì tôi sẽ giải quyết thông qua cái quy tắc của mình Thông qua quy tắc này nhiều bạn có nhắn tin của mình đùa Đó là một trong những cái quy tắc nó khá là hạn hẹp và nó khá là nông cạn Nó có một cái suy nghĩ nó liều tiều, nó khó hiểu và nó buồn cười Nhưng từ những vấn đề đó các bạn góp ý tôi rất là ghi nhận Và tôi nghĩ rằng nó hay, nó giúp tôi có được những cái điều nó nhanh chóng hơn Và giải quyết cái vấn đề nó nhẹ nhàng hơn và hiển nhiên rằng là thông qua những cái thứ mà kinh nghiệm mà của tôi có và những thứ mà tôi làm tôi thực hiện thì tôi cũng muốn chia sẻ với bạn những cái kinh nghiệm mà nó hạn hẹp nó nông cạn mà các bạn sắp sửa được nghe đây tôi tin chắc rằng khi các bạn nghe các bạn sẽ nhận được những cái giá trị cực kỳ tốt và rồi các bạn có cái suy nghĩ để có thể làm kênh kiến thức thì các bạn hãy hiểu những quy tắc này quy tắc bất thành văn một trong những quy tắc bất gì bất dịch lúc nào tôi cũng nói và hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn đó là tứ bất bỏ trong kiến thức các bạn phải hiểu rằng tứ bất bỏ đó là những điều giật mình và rồi tứ bắt bỏ là cái gì? Cái điều đầu tiên đó là làm để kiếm tiền Thì sự thật muốn kiếm tiền ở một cái chủ đề kiến thức Thì các bạn không bán khóa học, các bạn sẽ không có tiền Đây là cái điều 100% cái điều này nó không đạch, không sai ở một chỗ nào cả. Người làm kiến thức nào cũng khó khóa học. Điều đó là điều thực tế. Cho nên các bạn đừng bao giờ có trách móc khi bạn đã từng học ở một cái khóa học ở đâu. Và đó là một sự thật bởi vì cái người đi học người để áp dụng để có thể thành tiền nó sẽ khác hoàn toàn với người suốt ngày đi học đó là cái câu chuyện nó khác và đó là cái lý do chúng ta sẽ được nghe những điều ở đây tôi, tôi chia tôi chia sẻ thì nó có những quy tắc như tôi nói rồi mà là bán khóa học tiếp theo đó từ kênh kiến thức các bạn có thể nhận được những sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm tài trợ hay nói một cái cách mà các bạn hay từng biết đó là một cái thuật ngữ liên quan về donate hỗ trợ các bạn để bạn có tinh thần chia sẻ kiến thức ở một cái khía cạnh các bạn thấy rằng là những cái người mà người ta chia sẻ kiến thức về đam mê góp ích cộng đồng họ hay họ chia sẻ cho một team nhóm người nào đó hay tệp người nào đó thì họ được sự ủng hộ được những cái khoản tài khoản donate tức là họ có động lực để có thể chia sẻ làm việc uh, giúp cho các bạn giúp cho cuộc đời nó tươi đẹp hơn còn khi mà các bạn đi kiếm tiền ấy mà không có cái khoản này ấy, thì chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ bị hạn chế rồi các bạn cũng sẽ không có thời gian để có thể lo no cho cái công việc nó tốt hơn tiếp theo đó thì đối với cái việc đó là đi kiếm tiền trên kiến thức thì các bạn hay suy nghĩ một cái việc đó là bật quảng cáo để kiếm tiền thì làm sao tôi lại cho cái chữ này nó màu đỏ bởi vì rằng là cái niềm đau và đau nước mắt ấy, nó ở sau phân tích ngay sau đây thôi tiếp theo đó là cách kiếm tiền ở kênh chủ đề kiến thức đó là các bạn làm dịch vụ support hỗ trợ cho thương hiệu công ty thương hiệu cá nhân cho tổ chức kiếm tiền cho những người kiếm tiền cho những người kinh doanh cho những người làm marketing đó thì kiếm tiền kiến thức nó là như thế rồi cho những cái hội những cái dự án tư vấn hỗ trợ support soi nỗi rồi là soi đủ thể loại đủ vấn đề thì lúc đó kiến thức nó kiếm tiền là từ những cái hoạt động như vậy nhưng cái niềm đau nó đau nước mắt ở đây đây sự thật không có tiền đấy là một cái khái niệm nhiều bạn nói rằng là ôi chia sẻ kiến thức nó là đam mê, chia sẻ kiến thức nó là cái giá trị cộng đồng, chia sẻ kiến thức là cái gì đó nó cao siêu nó nó một theo một quy mô mà nó mang tính vũ trụ. Tôi chia sẻ với bạn một điều rằng cái thứ của các bạn nghĩ nó là đúng nhưng nó chỉ là được một cái thứ gì đó nó nhỏ nhoi thôi, nó giống như một cái cây nến đốt xong là hết nến thôi hoặc nó chỉ là một cái ánh sáng khi nào mà ánh sáng đó nó mất đi thì bóng tối nó trùm đến là coi như cái thứ mà đam mê rồi là những cái thứ gì mà cộng đồng của bạn nó dùng dập tắt hết một trăm phần trăm là nó dập tắt không mấy ai còn đứng ở trên đấy vì nó có nhiều những cái thứ mà nó phản biện nó có nhiều những cái thứ mà nó đối diện lắm nhưng đây tôi muốn chia sẻ với bạn như thế này nếu như các bạn vẫn còn cố chấp để có thể tạo ra kênh kiến thức để đam mê để chia sẻ thì cái vấn đề chia sẻ hỗ trợ thì bạn thấy một cái điều rằng là chia sẻ hỗ trợ thì các bạn có thể hỗ trợ được một người, hai người, 10 người, 100 người nhưng sau này có nhiều người thì chúng ta khó hỗ trợ. Bên cạnh đó thì có những cái khái niệm mà các bạn thấy rằng là có người thì chúng ta giúp, có người chúng ta không giúp. Đơn giản là có nhiều những lý do và đơn giản là có nhiều những cái thứ mà khó nói ở đây, trừ khi lúc nào các bạn nàng các bạn sẽ hiểu cái vấn đề đó. Đó là cái lý do làm sao hiện tại thì có một cái bài khá là hot độ ta không độ nàng. Thì bạn thấy là kiến thức cũng như vậy các bạn có thể độ một người họ trở thành người có tiền là người giàu nhưng với một người khác có thể các bạn không độ được không giúp được vì nó cũng có nhiều lý do bởi vì kiến thức nó là một cái thứ gì đó nó khá là rộng lớn và chúng ta không chịu update chúng ta không chịu học hỏi và chúng ta cứ giữ mình ở một cái lĩnh vực gì đó thì hiển nhiên rằng là chúng ta sẽ bị hạn hẹp đó vậy là muốn chia sẻ kiến thức thì nó còn nhiều cái vấn đề yếu tố sau mà một lúc nữa các bạn lại tiếp tục được nghe giá trị nó nằm ở từng giây phút các bạn nghe một tiếp theo đó thì người làm kênh kiến thức ấy thì cái thường là cái người xem ấy là những cái người đi học và những người đi học là những người đã có kiến thức đã có nhiều thủ thuật đã có nhiều cách làm thế thì nỗi đau nó nao nước mắt ở cái chỗ ví dụ như họ ủng hộ họ donate họ giúp các bạn có thể phát triển giúp các bạn có tài năng để có thể chia sẻ cho nhiều người kiếm tiền thì đó là một cái điều đáng quý đó là một cái điều mà khá là tuyệt vời và bạn thấy rằng là cái điều đó thì nó ít xảy ra nhưng cái vấn đề là các bạn muốn bật quảng cáo để kiếm tiền thông qua video của bạn. Thì với cái người xem khi trên kênh kiến thức ấy, thì tôi phải khẳng định các bạn là họ chặn quảng cáo với một cái tỷ lệ mà cực kỳ lớn. Mà tôi ở đây tôi chia sẻ với bạn một cái tỷ lệ kinh nghiệm, tỷ lệ 96,69%. Tỷ lệ này nó có thể lớn hơn rất là nhiều. Tức là 100 người xem kênh kiến thức của bạn thì chắc chắn rằng là có đến 90 người là chặn quảng cáo. Bởi vì đó là kiến thức, thì người ta sẽ không chú ý đến những cái thứ gì mà nó phát sinh đằng sau họ biết cách chặn trên trình trình duyệt như thế nào họ biết cách chặn kênh như thế nào và rồi các bạn có bật kiếm tiền đi chăng nữa thì số tiền các bạn cũng kiếm được nó khá là ít ỏi đó là cái lý do các bạn đừng hỏi tại sao nhiều người họ lại đi bán khóa học à, cái câu chuyện nó nằm ở đấy và đó là cái điều mà tôi phải khẳng định các bạn rằng là làm kênh kiến thức các bạn cứ muốn nói là anh ơi em muốn chia sẻ cho cái thứ này thứ kia người này người kia em ơi anh muốn chia sẻ những thứ này cho những bạn kia bạn kia thì chia sẻ với các em các anh các chú các bác nếu như làm kênh kiến thức thì chúng ta có điều kiện và chúng ta muốn chia sẻ một cái góp ích một thứ gì đó để đời thì chắc chắn là làm thoải mái và thứ đó thì không ai cấm còn nếu để có thể đi kiếm tiền từ quảng cáo đó thì như đã nói rồi một sự thật nó như thế Đau như thế Thì phải chấp nhận Lúc đó nó có nhiều khía cạnh để chúng ta có thể thấy Vì sao? Vì kênh kiến thức nó rất là ít view Kênh kiến thức nó là những cái sự khô khan Kênh kiến thức nó là những cái điều mà không phải ai Người ta cũng hiểu được nó là cái gì Cuộc đời của họ đã phải mất cả ngày để đi kiếm tiền rồi Tối về không thể nào mà nghe kiến thức được May chăng sảnh rỗi người ta mới nghe được một cái, hai cái là cùng Nó ít view thì lúc đó chúng ta phải hiểu rằng là có bật kiếm tiền đi chăng nữa thì cái số tiền người ta chặn quảng cáo rồi thì nó mà, mà bằng con số không và rồi lúc đó các bạn hiểu rằng là nước nọc không có mà uống chứ đừng nói về cái câu chuyện đó là có nương thực để mà làm mà phát triển đam mê đấy tôi phải nói các bạn một cái sự thật nó như vậy đó là vì sao tôi nói các bạn rằng là đời chia sẻ kiến thức ấy, đưa đò, đò đò đưa những đứa bạc đó là như vậy đưa những đứa vàng thì không sao nhưng đưa đưa đứa bạc thì nhiều lắm tiếp theo một cái vấn đề thứ hai quy tắc thứ hai phải có kiến thức như bạn nói rằng là nên chia sẻ kiến thức thấy rằng là người ta toàn nói gì nó sàm sàm nói cái gì nó chém gió nói cái gì mà nó viển vông nó không mang tính nhất thực tiễn thực tế thì tôi nói các bạn rằng là ông nào mà đi chia sẻ kiến thức mà chém gió ấy, được ấy nó là tốt nhưng vấn đề là không chém gió nổi và chém gió kiến thức ấy tôi phải nói các bạn rằng là nó là một cái thứ ngu nhất cuộc đời đó là bạn có thể nói cho một cái tệp đối tượng nào đó Có thể là người ta hiểu bạn, người ta quý bạn, người ta ngồi người ta nghe Nhưng với một cái đối tượng là cái kiến thức đó nó vứt đi Nó không mang lại cái giá trị gì ấy, Thì coi như nó có phải rằng là các bạn đang sâu ra những thứ mà các bạn ngu nhất hay không Đó là cái điều thực tế đó như vậy Cho nên là chém gió kiến thức nó đôi khi là một nghệ thuật Và người nghệ thuật đó người ta phải là cái người ta từng áp dụng Và đã gọi là đổ mồ hôi, sôi nước mắt, kinh nghiệm sương máu Thì mới có thể nói được Chứ còn làm gì có kiến thức nào mà cứ vừa sản sinh ra cái là các bạn ngồi chém gió được ngay Câu chuyện nó không bao giờ có Và khi các bạn có kiến thức Đơn giản là các bạn phải hiểu rằng là có rồi thì không dừng lại Mà nó phải update liên tục Chứ không có cái khái niệm nào mà các bạn không update mà các bạn cũng chém gió được Cứ câu chuyện nó rất khó Nhiều bạn nhiều bạn cứ nói rằng là anh ơi cứ làm cái sàm 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 ấy có khi này hay Tôi nói các bạn rằng là mỗi người sẽ có một phong cách mỗi người có một cái giá trị nhưng nếu như các bạn đã gắn bó với kiến thức rồi các bạn làm phải làm sao cho nó ra làm chơi cho nó ra chơi cho nên là khó có thể nói rằng là chém gió kiến thức được mà các bạn phải làm một cách thực sự làm các bạn phải có kiến thức trong người các bạn rồi các bạn phải hiểu rằng là khi các bạn đi làm kiến thức ấy thì bạn làm bạn chia sẻ cái gì đi chăng nữa ấy thì bạn thấy một cái thứ rằng là làm và sẽ có rất là nhiều người họ tác động Đấy. rồi rằng là một ngày nào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tiền chẳng có rồi các bạn sẽ bỏ cuộc đó mới là cái thứ mà tôi muốn nói ở đây nhiều bạn cứ muốn anh ơi bao nhiêu tiền anh ơi làm như thế nào tiền được bao nhiêu làm vào rồi thực hiện vào mất thời gian một tháng ba tháng Sáu tháng tiền không ra một đồng Lúc đó các bạn Bỏ cuộc ngay lập tức Bỏ cuộc thẳng thừng ngay Và có khi nó có cái khái niệm rằng là bạn bỏ cuộc Không phải rằng bạn không muốn chia sẻ nữa Mà có thể kiến thức của bạn cạn rồi Nó có nhiều cái lý do Vậy nên là đôi khi đi làm kiến thức này Các bạn phải suy nghĩ kỹ rồi hay rồi hãy làm Vì thị trường nó khá là hẹp Nước rất là hẹp Bởi vì những người đi học ít Còn những người mà đi chơi thì nhiều Tiếp theo thì Khía cạnh thứ ba Quy tắc thứ ba trong tứ bất bỏ Cho đi nhận lại Tai hại khó lường Đây là cái điều thực tế Tôi muốn phải chia sẻ với bạn rằng là một cái thực tế nó như thế này Khi đi chia sẻ bất kể cái thứ gì đó Không chỉ với kiến thức Mà chỉ cần các bạn bao đồng một chút thôi Các bạn phải nhớ rằng là Phải biết giữ miếng cho anh em Đây là một cái thực tế Vì sao vậy Vì khi đi làm kiến thức ấy là người ta tưởng rằng Bạn bán khóa học Người ta tưởng rằng bạn cạnh tranh với họ Lúc đó cạnh tranh không phải diện cá nhân nữa Mà cạnh tranh theo diện team Cạnh tranh theo diện dịch vụ Nếu như các bạn vô tình sâu ra một kiến thức Trong cái dịch vụ đó mà ảnh hưởng tới Doanh thu một tổ, tổ chức cá nhân nào đó Thì ngay lập tức các bạn sẽ được nhận được Những cuộc gọi điện thoại Nó rất là khó đường Tôi nói các bạn bản thân cá nhân tôi Gặp rất là nhiều những cuộc gọi điện thoại và rồi tôi cũng được rất là nhiều những người chỉ trích, bên cạnh đó có những cái vấn đề đề cập liên quan đến cái sản phẩm rồi liên quan tới kiến thức, liên quan tới dịch vụ. Nhưng ở một cái khía cạnh thì tôi khác, ở cái khía đó chính là cái giá trị trao đi và giá trị nhận lại nó lại song hành. Càng những người nào thích chửi thì đó càng là bạn của tôi. Bởi bởi vì là những cái team khi nào họ cạnh tranh, họ thấy rằng là mình đang cướp cái sân chơi của họ ấy thì lúc đó tôi thấy rằng là mình có cái chỗ để giao lưu và từ đó kinh nghiệm của tôi nó đẻ ra chứ không hẳn ở một cái khía cạnh các bạn nghĩ rằng là đi học là cứ update update là được đâu mà là trong cái update đó là các bạn phải giữ miếng cho anh em khi giữ miếng cho anh em rồi ấy, thì anh em có cái miếng nào anh em chia sẻ cho để mà chiến để mà thực hiện và để mà làm đó là cái điều thực tế như vậy và rồi các bạn phải nhớ một điều là khi đi làm khi đi thực hiện kiến thức các bạn phải có quy tắc nó rõ ràng bảo mật nó phải mạnh mẽ đừng bao giờ nộ cái thông tin đội ngũ team đội ngũ nhóm đừng bao giờ phá vỡ những cái dự án hay nộ những cái thông tin dự án cái điều đó tôi phải nói với các bạn rằng là vỡ ano và phải nói một câu thô đó là vỡ mồm bởi vì khi đi làm kiến thức tôi biết rằng là nhiều bạn rất tham khi một ai đó người ta chỉ cần bơm cho các bạn một chút đỉnh thôi là các bạn sẽ nòng tham nó vô đáy nó lên ngôi như thế là không tốt bởi vì đối với cái việc mà khi chúng ta đi làm ấy kiến thức đi vào trong một cái sân chơi đội ngũ tim ấy ai kiến thức nó cũng như nhau nhưng quan trọng nó nằm ở cái ý thức và nó nằm ở cái đó chính là cái việc mà các bạn bảo mật nó như thế nào bạn càng bảo mật tốt bạn càng là cái người uy tín và các bạn thấy một cái thứ rằng là nó sẽ rất là tốt cho các bạn còn nếu như bạn là một cái người hay buôn dưa nê hay đi bán những cái dự án bán quy trình hay các bạn đi chui chỗ nọ chui chỗ kia thì chắc chắn các bạn không làm được kiến thức bởi vì khi đi giao lưu các bạn sẽ gặp được rất là nhiều cao thủ trên cao thủ đó là cái điều tôi nói thực sự các bạn như vậy tiếp theo là kiến thức thì dù có đến đâu đi chăng nữa ấy, thì tôi phải nói các bạn rằng là cho dù bạn có hay thế nào, bạn có tốt ra làm sao thì kiến thức bạn có thể tu cả đời, chưa chắc các bạn có thể thành chính quả nhưng các bạn chỉ cần ngu một lần thôi là các bạn bị chửi cả đời. Đó là cái lý do mà khi đi làm kiến thức có thể bạn giúp cho nhiều người, giúp họ nhiều lần. Có khi bạn không nhận được một lời cảm ơn, nhưng khi bạn không giúp họ một lần, họ sẽ chửi bạn, họ sẽ bóc phốt bạn. Họ sẽ đưa ra những cái điều mà nó rất là hay ho. Đó là thực tế như vậy cuộc đời nó trái ngang như thế các bạn ạ tiếp theo đó bạn nhớ là làm dịch vụ sai trái ấy thì như tôi đã nói họ sẽ không tiếc một cái thứ gọi là bôi nhỏ bạn và tôi sẽ nhắc lại cho bạn một cái lần nữa đó là bạn có thể giúp họ nhiều lần họ không nghĩ nhưng bạn chỉ không giúp họ một lần họ có thể bôi nhỏ bạn ngay lập tức đó là một cái quy luật bất di bất dịch quan trọng rằng là bạn có quy tắc của các bạn thì không bao giờ bạn có cái khái niệm để người khác bôi nhỏ và nếu có bôi nhọ thì bạn thì thấy một điều rằng là bạn càng nổi tiếng điều đó là điều thực sự và rồi các bạn phải nhớ rằng là cảnh giới chia sẻ thì lúc nào nó cũng vậy khi đã bắt đầu thì các bạn phải hiểu rằng là tại sao các bạn dừng và đã làm thì bạn phải hiểu rằng là bạn đang lấy cái gì bản thân tôi thì có những cái khái niệm tôi làm việc nó rõ ràng có những cái chỗ mà tôi tạo phúc tôi lấy phước và tôi lấy những cái sự thoải mái thì tôi chia sẻ kiến thức với cái quan điểm của mình với phương diện giao lưu nhưng có những cái chỗ thì tôi lấy tiền lấy dịch vụ đút túi uống cà phê uống trà đá rồi rằng là đi ăn tiệc thoải mái nói chung là công việc khi mà tạo hay làm công việc gì tôi cũng lấy một cách rõ ràng và những cái thứ đó nó thành quy tắc và quy tắc đó nó theo kinh nghiệm rồi nói ra thì nó dài lắm nhưng tôi muốn nói với các bạn một cái khía cạnh nếu như các bạn đạt được cái cảnh giới chia sẻ kiến thức thì các bạn phải nhớ một cái điều rằng là hãy suy nghĩ nếu như mình đã xác định làm tại sao các bạn dừng và khi dừng rồi mà nó có yếu tố kinh tế ở đó ấy, thì tôi chia sẻ các bạn rằng là cuộc đời cũng chỉ có 60 80 100 cố nắm 110 năm hết cỡ và rồi cát bụi thì sẽ về với cát bụi thôi đi đâu thì nó vẫn như thế cho là giúp ai thì giúp độ ai thì độ kiếm tiền như thế nào có thể đó là cái phương châm của bạn và nó có nhiều cái lý do để các bạn có thể lựa chọn tiếp theo đó thì khi đi làm kiến thức bạn nhớ rằng là giao niu nó là một cái thứ giá trị tốt nhất và khi đi giao niu những cái giá trị đó các bạn hãy nên tránh kẻ tiểu nhân thực sự ra chúng ta chả biết ai là kẻ tiểu nhân đâu nhưng phải nhớ rằng là quân tử chết mà tiểu nhân cũng chết phải phải biết một cái cách vận dụng linh hoạt bởi vì khi đi làm kiến thức sẽ gặp rất là nhiều những cái sự va vấp vào khi bạn đang làm kiến thức bạn sẽ gặp rất là nhiều đội ngũ team Bạn sẽ gặp rất là nhiều những câu test IQ Và có thể rằng là ở đó ngay chính trong team của bạn có thể chôn bạn Phải nhớ rằng là rất là nhiều những thứ nó sẽ cộng tác với bạn Quan trọng là suy nghĩ và cái vấn đề của các bạn nghĩ rằng bạn đang cho đi nhận lại nó như thế nào Còn tai hại khó nương thì khó để có thể thấy được rằng là nó nhiều vấn đề lắm Vấn đề thứ tư đó là kiến thức kiến thức mỗi người thì sẽ mỗi khác truyền đạt mỗi người cũng sẽ khác đó là về cái việc đó là tôi thì phải khẳng định các bạn rằng là đừng bao giờ phán xét hay so đo đọ đàn với một ai đó cái điều phán xét so đo đọ đàn ông này cao hơn ông này tốt hơn thì nó có nhiều khía cạnh lắm các bạn ạ họ đúng hay họ sai thì các bạn cũng không nên phán xét đó là những cái người mà đã từng làm kiến thức với nhau thì cách tôn rất là đã là đồng nghiệp của nhau có thể bạn giỏi ở một cái lĩnh vực nào đó những người kia có thể giỏi hơn bạn rất nhiều và rồi các bạn phải nhớ rằng là đừng bao giờ so đo đọ kiến thức với nhau làm gì Cái câu chuyện mà nó đáng lòng nhất trên cái nền tảng mà các bạn muốn làm Một cái sai mạng lớn nhất đó là Khi các bạn đi so đo đọ nhau ấy Là chắc chắn lúc đó các bạn đang solo về cái lĩnh vực dịch vụ Ông nào ít tiền hơn, ông nào rẻ hơn, ông nào chất lượng hơn Cái điều đó này còn hại não nữa Và rồi tôi phải nói các bạn rằng là mỗi địa phương Rồi là mỗi khu vực sẽ có những cách chia sẻ nó khác nhau tức là team làm việc nó cũng khác team nghiên cứu nó cũng khác và team hoàn toàn với lại cái team nó khác hoàn toàn với lại cái, các team thực chiến mạnh mẽ nhất trên mạng online nó vẫn là cái team thực chiến còn về cái team nghiên cứu nó hiện nó hiện, nó thuộc cả à mà một, một cái diện mà các bạn thấy rằng là là những cái người hay đi test thuật toán rồi còn cái team làm việc là cái team rất là thô thô theo cái diện là chỉ biết làm thôi còn cái kỹ thuật kia không quan trọng nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là bạn mà gặp phải cái team thực chiến là coi như các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ phải có rất là nhiều cái thứ mà test IQ ở đây. Nhưng cái vấn đề đặt ra rất là không nên so đo đọ đàn. Tôi muốn nhắc lại lần thứ hai cho các bạn như vậy. Bởi vì không nên phán xét cuộc đời này chúng ta không có được cái quyền phán xét người khác. Cho dù bạn có rốt, bạn có giỏi hay bạn có đỉnh cao đến đâu thì cái vấn đề phán xét đó cách tốt nhất chúng ta nên im lặng. Bởi vì mỗi người sẽ có những cách truyền đạt nó khác nhau đó là lý do làm sao nó mang những tính chất địa phương nữa, địa phương ở cái chỗ rằng là có những người thì họ lại thích cái tiếng địa phương của cái chỗ của họ, họ lại không những tính tiếc địa phương của nhân của những chỗ khác. Tôi ví dụ như các bạn khi các bạn đi nghe kiến thức mà các bạn nghe mấy cái ông tiếng nghệ an ông ấy nói là bó tay rồi, đó là điều thực tế và khi những cái anh chị em nào mà đang là những người con em nghệ an thì các anh chị thấy rằng nó lại buồn. Rồi lại nói rằng ô sao lại chú lại chỉ trích chú lại phân biệt chủng tộc không phải Mà là mỗi địa phương mỗi người có cách nghe nó khác nhau Rồi bắt đầu rằng là à, cái tốt cái đẹp thì không chịu học toàn nôi cái xấu của nhau ra Ví dụ như là nói không được tốt kiến thức thì không hay Xem thì như mứt rồi đủ thì loại Rất là nhiều vấn đề như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang là người đi học Chúng ta có phải là một cái người đang đi học thực sự hay không Hay chúng ta đang là người chỉ trích cho nhau và đó là cái điều mà tôi phải nhắc lại lần thứ ba nữa Đừng bao giờ đố kỵ với nhau Và cũng đừng bao giờ phán xét Mỗi địa phương sẽ có một cái cách nói khác nhau Và rồi mỗi cách làm nó cũng sẽ có những cách khác nhau Và đặc biệt rằng là chúng ta những người trên nhiều vùng miền khác nhau cho nên là chúng ta hiểu ai, chúng ta tiếp thu được với ai thì chúng ta cứ thế chúng ta học. Đấy là một cái vấn đề, một trong những quy tắc tứ bắt bỏ mà tôi hay chia sẻ với những người mà muốn chia sẻ cái giá trị cộng đồng. Đó là các bạn sẽ có những cách uh, truyền đạt nó vô cùng uh, có những cái phương pháp mà có thể có những người khác họ không có nên bạn cứ tự tin bạn làm một cái lời khuyên cho các bạn rằng là bạn muốn chia sẻ thì bạn cứ chia sẻ những cái vấn đề là chia sẻ của bạn ấy nó tới đâu và nó giúp được bao nhiêu người quan trọng rằng là bạn phải làm ở với lại cái đương tâm của các bạn và với cái khả năng của các bạn chúng ta không ngại về cái việc rằng là chúng ta nói chúng ta rốt chúng ta nói chúng ta không bị hiểu, không biết mà chúng ta phải ngại ở cái chỗ đó là chúng ta giúp người không tới nơi tới chốn. Quan trọng ở cái chỗ bạn có thể không tốt, bạn có thể nó hơi hạn hẹp. Nhưng bạn giúp được một ai đó người ta đạt được cái cảnh giới như bạn thì cũng là vui rồi. Cái vấn đề đặt ra rằng là khi đi làm kiến thức các bạn nhớ rằng là quy tắc tứ bất bỏ tôi vừa chia sẻ cho các bạn xong đó thì yếu tố nó giật mình và phải nhớ rằng là khi đi làm kiến thức mà suy nghĩ bật cái quảng cáo để kiếm tiền như thế này ấy Thì nó không bao giờ có đâu Hãy nhớ đến tỷ lệ chặn quảng cáo 96,69% Đó là điều thực tế để cho các bạn thể hiểu Và ok video tôi chỉ nói những các bạn như thế thôi Mong rằng nó mang lại cái giá trị hữu ích cho các bạn rồi Và đó là cái điều mà chia sẻ giúp cho các bạn có thể thắc mắc cái câu, câu hỏi này Ok Chúc các bạn có ngày tuyệt vời Xin chào biệt tất cả các bạn